Rồi mình chào tất cả các anh em. Mình đang có mặt tại Trân Thành, tỉnh Bình Phước nha. Cái con 140 này hiện tại đang bị mất ga tự động. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái video chi tiết để cho anh em về biết cách chẩn đoán cũng như là khắc phục cái bệnh mất ga tự động trên cái dòng 140 bên lớp. Cái dòng 140 này thì mình đang hướng dẫn từ đời 2010 trở lên nha anh em. Thì ga tự động nó gồm có là ga tự động thao tác và ga tự động chân chạy. Công việc đầu tiên là anh em phải kiểm tra cầu chì trước nha. Đó, thì cái phần cái hộp cầu chì sẽ nằm dưới cái phần tắc nách, nó nằm bên phía cửa chính á, phía sau cửa chính của tài á. Đây. Thì trên cái nắp của, khi mình tháo cái nắp của cầu chì này ra, trên cái nắp nó sẽ có cái sơ đồ mạch nha. Mình thì mình dựa theo cái sơ đồ mạch đó mình nhìn vào để mình kiểm tra cái cầu chì nó nằm ở vị trí nào, nó có đứt hay không. Thì cái trường hợp mà kiểm tra cầu chì, đứt cầu chì này thì nó ít lắm nè. Cảm ơn mình giờ chưa thay lọc rồi. Dẫn kém. Rồi, xong rồi máy mới xong rồi nó không liệm. Nó chẳng liệm được ngoài cái đấy. Bước thứ hai là anh em kiểm tra cái nguồn nha anh em. Nguồn lên tới con cảm biến xem là cái nguồn nó có bị đứt hay không, có bị mất nguồn hay không. Đây, thì đây là ngăn kéo. Phía trên ngăn kéo này nó bao gồm là ba con cảm biến nha anh em. Là hai con cảm biến là thao tác và chân chạy, và một con cảm biến là lam. Đó. Đầu tiên là trước khi mình muốn kiểm tra cái thông mạch thì mình phải đề máy lên nha anh em, nổ máy lên. Xong mình rút cái giác kém ra mình mới đo thông mạch được. Đây nổ máy lên. Thì anh để ý nè, anh em để ý nha, là gồm ba cảm biến. Thì con cảm biến mà phía hai con cảm biến phía sau á, một con cảm biến là nó đứng á, đứng bên tay trái mình đây, đó là cảm biến đang tháo nè. Cảm biến này là cảm biến thao tác nha. Còn mé bên tay phải bên đây, con cảm biến mà nghe đó là cảm biến chân chạy. Còn con cảm biến mà đứng phía trước của ngăn kéo á, đó là của lam nha anh em. Sẽ đo xem nó có thông mạch, nó có bị đứt dây điện cho nó không. Nếu mà cái nó bị đứt dây điện thì cái nguồn ở phía trên gắt này nó không lên nha. Đó, mình sẽ kiểm tra hai cái luôn, xem là nó có bị đứt chỗ nào không. Nếu mà nó không bị đứt á, cái trường hợp tiếp theo nữa mình sẽ kiểm tra coi cảm biến nó có chết hay không nha anh em. Mình sẽ chỉ cho anh em nè cái cách mà đơn giản nhất để biết là nó có cảm biến nó có chết hay không. Thì anh em sẽ đổi giắc cắm nha, lấy cái giắc cắm của chân chạy á, găm qua bên giắc cắm của thao tác, và lấy của thao tác găm qua cái giắc cắm của chân chạy. Nếu như cái trường hợp mà anh em, cái xe anh em đang bị mất ga tự động của thao tác đi đó, anh em lấy cái giắc điện đó cắm qua bên chỗ chân chạy thì thấy cái thao tác nó có ga tự động thì chứng tỏ là cảm biến của thao tác như, hoặc là sẽ ngược lại. Đó, anh em hiểu ý mình không? Như thế thì em dễ kiểm tra hơn, chỉ cần thay con cảm biến đi là được. Tại sao là mình phải đo thông mạch? Tại nhiều khi con cảm biến nó vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà cái điện nó bị đứt, nó không lên nguồn được thì nó cũng đâu hoạt động đâu, nên là mình phải kiểm tra thông mạch. Okay.
Thì thợ mình đang tiến hành kiểm tra đo thông mạch đó nha. Nghe thấy không? Phía sau của thanh kéo nó sẽ có hai con cảm biến. Cảm biến bên trái và cảm biến bên phải. Đấy. Đơn giản mà anh em đúng không? Nếu mà anh em biết cái hướng xử lý á, thì nó khá là đơn giản, nó cũng chả phức tạp gì đâu. Đây là chất cấm của bên cao tốc nha. Đây, cảm biến nằm dưới nè. Anh thấy không? Đây, cảm biến nằm dưới nè. Nó nằm ngang đây. Rồi. Và một con cảm biến nè. Cảm biến nó nằm đứng nè. Đây, chất cấm ở đây. Đây. Cảm biến này của chiếc chạy nha. Phía trước thì nó có con cảm biến nữa. Rồi nha anh em, thì mình đã kiểm tra cho thợ kiểm tra xong rồi. Cái lỗi là nó bị chết cảm biến nha anh em. Đây là một con 140 đó nè. Nó bị chết cảm biến thì bây giờ mình thay cảm biến thôi. Tháo con cảm biến cũ ra và lắp con cảm biến mới vào. Đây, thì mình để cho thợ lắp xong, mình sẽ cho bên tài xế ra là test máy nha. Test máy coi nó ok chưa. Chắc chắn là sẽ ok rồi, tại thợ mình thợ hãng mà nè. Đây con máy đó đây. Rồi bây giờ mình cho ra test nha. Bây giờ mình cho tài xế ra kiểm tra lại nha. Thì nó hoạt động bình thường lại rồi đó. Vẫn có ga tự động là bình thường. Thì nó mất ga tự động anh em vẫn sử dụng ga cơ được. Bình thường cả. Nhưng mà ga cơ thì nó hơi hao dầu một xíu thôi. Thì nó khi mà mình không hoạt động nó sẽ không trả ngược về cái mức kinh ti. Rồi ok. Xong nha anh em. Thì mình có quay chia sẻ cho anh em cái clip này tổng thể lại là cái chết ga tự động lên để kiểm tra là và xử lý lại ga tự động. Chủ yếu là con này nó chết cảm biến thôi anh em. Phía trên ngăn kéo thì nó có ba cái cảm biến nằm trên đó. Một cái cảm biến là di chuyển ha. Một cái cảm biến là thao tác, một cái cảm biến là lam. Kiểm tra một trong nếu mà mắc ga tự động của cái nào thì mình sẽ kiểm tra cái đấy. Bây giờ cho bên tài xế test lại coi máy nó có hoạt động ổn định không. Nó ổn định thì coi như là lần này là ok. Còn nếu mà không ổn định thì phải kiểm tra lại tiếp tục nha. Đây là khu dự án của Tokyonet. Đây. Trong này đang quy hoạch ra, này đang làm đường bên đây nè. Đây. Đang làm đường. Cũng đã kéo điện rồi nè. Anh em thấy không? Hiện tại cái khu đất ở trên Bình Phước này, Tân Thành này giá nó cũng cao lắm nè. Cao. Dân trên này hình mình lên trên này hầu như là dân ai cũng đi nhà ai cũng có ô tô.
Rồi, nói chung là cũng cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và đăng ký kênh của mình nha. Nếu anh em thấy cái video này hay và bổ ích thì nhớ cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video sau mình đăng lên nha.